loãng hết rồi. Đây, con này trục cũng mòn luôn nhá. Đây, trục con này đây này, sắc như dao cạo râu luôn. Đấy, vừa sắc mà còn vừa bị mẻ này. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Mạnh đang có mặt tại Minh Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hôm nay anh em chúng tôi ở đây để tiến hành xử lý phục hồi một cái mâm quay toa cho em Komatsu PC58UU này. Vẫn như thường lệ, cái khâu đầu tiên là cái khâu kiểm tra để xem mức độ dơ dão của mâm và kiểm tra ngoài cái vấn đề về dơ mâm ra, xem là còn cái vấn đề gì khác không nữa. Chống thử xem. Đấy, con này thì khá là nhiều đây. Đấy, dừa rất là nhiều luôn. Đấy, mâm lắc lên lắc xuống đây. Đó. Nhiều khi là cái phần vành mâm ấy, do mình làm mình không chú ý nên cũng không biết rằng là lúc nào nó nhịp. Đấy, đôi khi là nó kêu, nó vướng vào cái gì đấy thì các bác chủ mới phát hiện ra là à, nó mới bị nhịp các bạn. Đấy, vậy nên là chúng ta sử dụng máy thì chúng ta phải thường xuyên kiểm tra máy để có thể bảo dưỡng con máy nó hoạt động tốt nhất có thể. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đánh nó gọn vào bằng góc để có thể tháo cái phần mâm ra bên ngoài để tiến hành phục hồi. Sau khi đã tháo được toàn bộ cái phần ốc và vành ngoài, bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành nâng máy lên để có thể tháo cái phần mâm này vứt ra bên ngoài. Đấy. Và đây là một chiếc mâm đã được lộ diện. Con này thì giống hệt với những cái con mà mình thường xuyên tháo ra. Đấy, bên trong mâm thì các bạn có thể để ý rằng là từ phần mỡ này rồi phần mâm này rất là kém. Con này thì bị nặng hơn. Đấy, mỡ mèo rồi loãng hết rồi. Đấy, con này trục cũng mòn luôn nhá. Đây, trục con này đây này, sắc như dao cạo râu luôn. Đấy, vừa sắc mà còn vừa bị mẻ này. Cái này bán cho đội làm dao cạo râu được. Đấy, mẻ hết rồi. Đấy, để mâm nhịp nặng quá thì nó bị ảnh hưởng đến cái phần cái trục quay toa kìa. Đấy, cái trục đấy nhẹ nhất là bị mòn, nặng hơn nữa thì còn rách cả cái phớt của trục quay toa luôn. Đưa em nó ra bên ngoài.
sinh cái phần trên mâm này cho nó sạch sẽ. Và đây là một chiếc mâm quay toa đã được anh em chúng tôi phục hồi xong. Sau khi phục hồi xong thì khâu này thì anh em chúng tôi sẽ tiến hành lắp đặt để hoàn thiện cho con Komatsu này. Thời tiết hôm nay Hậu Lộc Thanh Hóa đón anh em chúng tôi bởi một cái trận mưa rất là to. Đấy, nhưng mà vì công việc và vì tiến độ nên là anh em chúng tôi bắt buộc phải làm. Đấy, trời mưa thì cũng vẫn chiến đấu. Các bác thợ của chúng tôi thì đang mặc áo mưa để lắp đặt. Rất là vất vả, trời thì mưa. Mưa thì người ta nghỉ, mưa thì mình lại đi làm. Khi đã hoàn thiện xong cái việc bắt ốc bánh trong và cho mỡ, bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành hạ máy xuống để lắp đặt nốt cái ốc bánh ngoài. Xuống phải rất là cẩn thận để cho cái bánh răng của trục quay toa ăn khớp với bánh răng của cái mâm. Quay làm sao để cho nó ăn khớp với nhau. Phần này phải căn chỉnh cho nó kỹ càng nha, chứ không hạ xuống không khéo là chỉ cần lệch đi một tí thôi là không vào được. Quay đi.
đẹp luôn. Lệch quá nó này. Một chiếc mâm quay toa đã được anh em chúng tôi phục hồi và lắp đặt hoàn chỉnh cho em Komatsu PC58U này. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ tiến hành test để kiểm tra lại cái phần mâm này đã được như ý chưa. Đấy, con này thì ban đầu mâm rất là nhịp và dơ, quay không đã kêu rồi. Nhưng mà đây, sau khi đã được anh em chúng tôi phục hồi xong thì phần này anh em sẽ test thử này. Mâm cứng ngắc luôn, không nhúc nhích một tí nào. Ok không anh? Không nhúc nhích tí nào luôn. Đấy, quá chắc chắn luôn. Không còn gì để bàn cãi, không khác gì một mâm bãi vừa mới mua về các bác ạ. Đấy, dù thời tiết có mưa to gió lớn như thế nào đi chăng nữa thì anh em chúng tôi vẫn làm để hoàn thiện lại cho bác chủ máy. Anh em nào có nhu cầu phục hồi mâm quay toa, thay thế mâm quay toa mới, có thể liên hệ với em Mạnh 9 tuổi nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.